Đây là hai chiếc xe mà Tân vừa mới nhập về trong cái thời gian qua. Thì cái dòng xe này cũng là một cái tình cờ khi mà một số bạn ở trên group cộng đồng xe điều khiển từ xa. Nếu mà các bạn nào chưa biết group này thì lên Facebook gõ là cộng đồng xe điều khiển từ xa, thì mọi người sẽ có cái group đó và join vào mà chúng ta có thể giao lưu. Thì là cái dòng xe này nó là dòng xe Hyundai và Hino, tỷ lệ của nó là 1/16 các bạn ha. Thì nó rất là đẹp và rất là nét. Thì dòng xe này Tân trải nghiệm qua được cũng được một số chiếc rồi. Thì đợt này Tân nhập hai chiếc mới về. Bữa giờ Tân cũng khá bận nên chưa có thời gian để quay và review nói về hai cái dòng xe này với tất cả mọi người. Thì hai dòng xe này có gì đặc biệt và bên ngoài nó như thế nào? Ở đây là Tân đang quay cái chế độ gọi là gần và rõ nét nhất để mọi người có thể cùng xem và cùng trải nghiệm tham khảo được hai cái chiếc xe này. Đặc biệt đầu tiên thì Tân giới thiệu về chiếc xe tải Hyundai. Đây là dòng xe tải Hyundai tỷ lệ 1/16 các bạn ha. Tuy nhiên thì có một chút số chiếc xe thì cái chiều ngang của nó sẽ rộng hơn, tại vì xe này là dòng xe chế mà, nên là nó cũng không có một cái kích thước chính xác nào. Cứ tạm gọi nó là 1/16. Thì cái cabin này mình phải làm bằng tay các bạn, cabin làm bằng tay ha. Và cái sự sắc sảo của cái cabin này ấy, là phải làm rất là lâu. Để mà làm được một cabin như vậy là tốn từ 1 tới 2 tháng các bạn, làm bằng thủ công ha, từ 1 tới 2 tháng. Là có một anh thợ làm rất là đẹp. Đó, thì cabin này thậm chí là có thể là mở ra được các bạn. Cabin này có thể mở ra được luôn. Và khi cái cabin này mà mở ra thì mình sẽ thấy là cái chiếc xe này nó sẽ trông rất như thật. À, trông rất như thật các bạn thấy không ạ? Thì nếu mà buổi tối mình sẽ bật cái đèn lên để cho nó có cái độ sáng cho nó đẹp. Cái thùng này thì cũng làm bằng vừa nhựa cứng rồi có cả bảng lề, có thể mở được bảng lề ra. Mở được cả cái bảng lề ra, nó rất là đẹp ở đây. Đó, mình có thể mở được bảng lề ra. Mình sẽ mở được bảng lề cho các bạn xem nha. Đó, bảng lề của nó ở đây. Thì mình mở ra để mà mình có thể lấy hàng, chất hàng lên. Đó, mình lấy hàng, chất hàng lên đây. Đó, rồi đó, cái bảng lề ở đây. Mình mở ra cho các bạn xem đây. Thì cái dòng xe này nó tổng cộng nó có 4 ô và nó có cái gọi là sự thiết kế cũng khá là đẹp, dẫn tới là khi mà chạy đó nó giống, rất là giống cái xe thiệt các bạn. Mình có thể đóng lại cái bảng lề các bạn thấy không ạ? Đó, mình có thể mở ra và đóng lại cái bảng lề này. Ok, tuy nhiên cái chỗ này nó cũng khá là yếu, cái này mình sẽ xử lý lại các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái này cho các bạn xem ha. Đối với hai dòng xe này á, mình có một cái điều đặc biệt là nó sẽ nặng hơn. Bây giờ mình sẽ bưng chiếc xe lên coi chiếc xe nào nặng hơn nha. Ok, rồi chiếc xe này coi nó, chiếc xe nó nặng hơn. Rồi bây giờ mình thử cân chiếc xe này lên thử để coi nó có cái ok các bạn. Bây giờ mình thử cân hai chiếc xe này lên để xem kích cái của nó là bao nhiêu các bạn ha. Rồi mình sẽ để cân đây cho các bạn xem nè. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau, rồi bây giờ chúng ta sẽ để lên xem coi là cái cân nặng của chiếc xe này nó là bao nhiêu. Tại vì thật ra cái dòng xe này mà mình khi mình chế tạo đó, cái kích thước của nó là tỷ lệ 1/16 và cái cân nặng của nó thì nó càng nhẹ thì càng tốt. Tại vì khi mà cân nặng thì xe nó sẽ được tải trọng thì nhẹ hơn. Rồi bây giờ mình thử để lên cho các bạn xem nha, nó là bao nhiêu này. Ok các bạn thấy bao nhiêu ạ? Đó. Rồi bây giờ các bạn thấy
Ok, bây giờ các bạn sẽ thấy được là cái cân nặng của nó là 拜拜。rồi bây giờ mình sẽ thử đưa cái chiếc xe này lên cân xem coi là cái cân nặng của nó là bao nhiêu. Rồi mời các bạn cùng xem nhé. Chiếc xe này là tỷ lệ 1:16 các bạn, nên thành ra là cái cân nặng của nó cũng không quá nặng đâu. Đa phần là cái kết cấu cũng như cái cấu trúc của xe đó, nó bằng nhựa và bằng nhôm, nên thành ra là nó cũng khá là nhẹ. Bây giờ mình để lên xem nó là bao nhiêu. Các bạn cùng đoán xem là cái xe này bao nhiêu ký nha. 1, 2, 3. Ok, chiếc xe này là mình nhìn vô, các bạn có nhìn thấy rõ trong cái cân điện tử không ạ? Nó khoảng 2,5 ký. Chiếc xe này nó chỉ có 2,5 ký thôi. Thì bình thường nếu như mà dòng xe thiệt các bạn, mình nếu như mình mua chiếc xe 5,5 tấn về, thì theo quy định đó là mình có thể chở được 5,5 tấn. Thì cái dòng xe này nó rơi vào tầm khoảng là 2,5 ký, thì nó chở khoảng 2,5 ký. Nếu như mà chở 2,5 ký thì cũng ok các bạn. Là chở 2,5 ký thì nó sẽ đảm bảo cái sự an toàn cho xe, cái sự bền cho xe. Nó sẽ giúp cho cái việc là chúng ta vận hành nó sẽ có tính bền vững và chắc chắn hơn, nó không có bị hư nhông. Tại vì các bạn biết là dòng xe này là chúng ta sử dụng cái trục lắp nó bằng kim loại, tuy nhiên là những cái đầu mối của cái cắt đăng á bằng những ốc rất là nhỏ, và khi mà chúng ta chở quá nặng mà nó lún xuống hoặc là nó vấp vào những cái cục đá lớn thì nó có thể bể những cái con ốc dự đó. Và khi mà chiếc xe này mà nó bể những cái con ốc dự đó thì nó dẫn tới cái việc là chạy rất là khó, y chang những xe thiệt của chúng ta vậy. Nên thật ra là cái dòng xe này là 2,5 ký thì chúng ta chở tầm khoảng 2,5 ký thôi. Các bạn lưu ý nha. Đó, các bạn lưu ý là mình sẽ chở có 2,5 ký thôi. Ok, bây giờ mình sẽ để chiếc xe này xuống. Rồi bây giờ mình sẽ cân tiếp chiếc xe này. Thì theo các bạn là cái dòng xe này đó, mình quay lại này, cái dòng xe này nó là 3 chân. Các bạn thấy không ạ? Hai chiếc xe này kích cỡ thì nó giống nhau, nó chỉ có là một dòng 2 chân, một dòng 3 chân. Thì xe này là nó sẽ là một cái cầu giả các bạn ha, có nghĩa là nó chạy trước một cầu thôi, cầu này là cầu đỡ, cầu đỡ để cho nó chở được nhiều hàng. Rồi bây giờ tiếp theo là cái chiếc xe này, thì theo các bạn là cái chiếc xe này nó có cái cân nặng là bao nhiêu? Các bạn thấy chiếc xe này đẹp không ạ? Đó, chiếc xe màu vàng nhìn rất là hay luôn. Rồi bây giờ các bạn đoán xem chiếc xe này nó cân nặng bao nhiêu, hãy comment cho Tân biết nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt lên này xem coi là nó cân nặng bao nhiêu. 1, 2, 3. Ok. Wow, chiếc xe này nặng 2,6 ký. 2,6 ký thì nặng hơn chiếc xe kia một lạng các bạn. Nặng hơn chiếc xe một lạng, nhưng mà lúc mà Tân cầm lên Tân cảm giác chiếc xe nó nặng hơn thiệt. Thì đúng là mình cân thì nó nặng hơn chiếc xe kia một lạng. Thì các bạn biết là vì sao chiếc xe này nó lại nặng hơn một lạng so với xe kia không ạ? Các bạn đoán thử coi vì sao lại nặng hơn ạ? Tại lý do là cái cầu ở trên này mình lắp cái cầu cạc đăng nó rất là dài, dẫn tới là cái cầu cạc đăng nó bằng kim loại nên nó nặng hơn. Đó, thì xe này nó là xe một chân nhưng mà nó hai cầu các bạn ha, hai cầu nghĩa là nó chạy cả bánh trước chạy cả bánh sau. Cái dòng xe này nó rất là đặc biệt, nó có cả bánh trước bánh sau luôn. Thì nó có cái được một cái hỗ trợ cho việc là chạy địa hình rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ cất cái cân xuống. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Thì trong những video sau thì Tân sẽ bật mí tiếp về những cái dòng xe đồ chơi này. Xin chào và hẹn gặp lại.